Cái này để anh nói sự tình với bạn để cho nghe sự thật của bạn này nè. Anh này, anh có người yêu ở Mỹ. Sau lúc mà anh bị mặc áo Sweatshirt như vậy nè. Anh vô hộp xong rồi người yêu ở nhà anh dọn đồ đi hết trơn luôn. Chỉ có cái nhà lại không làm được thôi, tại ông đứng tên. Thế là ông quay về, ông được thả quay về thấy căn phòng cũng lóc. Viết ra cái bài này luôn, buồn quá. Thế là viết ra cái bài đợi em trong mơ. Đó là sự thật nha. Ở ngoài là có đèn sao mà không có điện thoại trên tay nha. Chụp hình nè. Ai đâu, fan của Tóc Tiêu ơi. Đây, đây, đây. Mọi người sẽ được thấy mình trên YouTube.